Phải xuống cái ngã khu ngồi luôn em. Phải xuống cái ngã khu ngồi luôn. Cái nó mụn rớt xuống đó hả? Ừ. Chắc mình làm cục này mà xin làm cục kia nữa. Cái một hay cái hai rồi chứ? Cái hai. Chiếu đàn cho chị bán luôn. Xong rồi đúng không? Alo. Hôm nay chị có làm không chị? Ừ, có em. Ở bên nhà của chị hả? Ờ, bên Tân An. Nhưng mà khi nào em nhận qua? Em 30 phút được qua được không? Ừ, chắc không em. Trưa được không em? Trưa mấy giờ ạ? 12 giờ trưa chị mới rảnh. Ờ, đó hả? Đó tưởng 1 giờ em qua em. Ok, đúng 1 giờ em này. Ờ.
Alo. Alo. Ôi chị nghe em ơi. Dạ chị ơi, chiều qua em gọi á, mà nghe chiều nay á, nhưng mà bây giờ 10 giờ em qua được chị. Ồ, 10 giờ không được em ơi, 10 giờ chị hẹn khách rồi. À dạ, chắc bằng chiều rồi. Trưa được không? Trưa được không? À, dạ trưa khoảng mấy giờ chị? 12 giờ em. À dạ rồi, tới 12 giờ lát vậy. Em qua địa chỉ mới giúp chị nghe. Chị mới ở đâu chị? 20 ý là em vô Facebook chị em xem cũng có. Thôi để nhắn qua, để nhắn số thầu cho em để em trả tiền với chị. Rồi để xíu nữa chị nhắn, bây giờ chị đang bận xíu. Dạ dạ rồi. Ok. Chị cảm ơn sao. Để chị xíu qua xong không nhớ. Chị nghe em ơi. Lô hả? Ừ. Ở bên Lô hôm nay có rảnh không? Mà khi nào mình định qua? Trưa. Trưa rồi. Trưa đi qua. Mấy giờ? À, chắc tầm cỡ 1 giờ thì được không? Ok ok. Qua địa chỉ mới giúp Lo nghe. Ủa, ở đâu? 20 Tân An 2. Tân An 2 hả? Gần bệnh viện Vinh Mát á. Rồi ok ok. Ok ok. Xong rồi. Ôi, khỏe. Ôi, khỏe. 10 phút rồi, thêm xíu nữa đi.